mình thấy con này có tiềm năng, mình thấy cái con này có thể là phát triển được 5 năm hoặc 10 năm nữa thì mình đầu tư. Còn mình cảm thấy không được thì thôi, tìm cái con khác, tìm cái đối tượng khác để mình nuôi. Đâu có ai bắt buộc mà phải nuôi cái con tròn mới được, đúng không? Đâu có ai bắt buộc các bạn là phải nuôi cái con tròn mới được, hoặc là chọn những cái con vật nuôi khác, những cái con khác làm kinh tế. Ví dụ như năm nay nó giá như thế này, năm sau nó giá khác. Đó. Nên năm sau nó giá khác, ví dụ như năm nay nó 1,5 triệu, năm sau nó còn 1,3 triệu, 1 triệu gì đó. Thì có đó là cái rủi ro về thị trường. Đó. Còn cái người nuôi á, là mình cảm nhận, cái người nuôi mình cảm nhận được. Chứ không thể nào mình biết trước được, đúng không? Nếu mà tôi đã biết được cái con tròn này á, giá nó 1,5 triệu, nó ổn định cho tôi 10 năm, 20 năm nữa đi. Đó. Thì tôi bán hết ruộng đất, nhà cửa, tôi đầu tư vô con tròn. Nếu mà nó không có rủi ro, đúng không các bạn? Thì cái video hôm nay có thể là nó hơi dài, mình xoay quanh cái việc mà chồn hương mà nuôi được. Nuôi được nhưng mà bán không được, lỗi do mình hay là do thị trường, thì mình phân tích ở trong cái video này các bạn đã. Nó hơi dài, các bạn chịu khó nghe. Hệ thống phun sương, hai máy phun sương hoạt động hết công suất gần như là cả ngày luôn các bạn ơi. Bắt đầu từ 9 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Đó. Thời tiết khí hậu miền Nam đang nắng nóng, ở ngoài là 40 mấy độ các bạn. Thì ở trong trại thì cũng tầm khoảng 30 ba mấy độ rồi. Mình cảm giác mà mình đứng ở đây mà nó oi nóng luôn các bạn. Nóng nóng trên cái da của mình cảm nhận được luôn. Thời tiết tháng này các bạn biết rồi. Toàn khu vực miền Nam nắng nóng, có những chỗ thì thiếu nước trầm trọng luôn. Đó. Như dự kiến từ lúc mình xây trại ở đây là trại tròn, như dự kiến từ ban đầu mình có chia sẻ cho các bạn ở cái clip mà lúc mình khai trương cái trại tròn này đó, mình có gắn hai cái hệ thống phun sương, đây. Một cái hệ thống, một cái máy nó sẽ chạy dọc theo cái đường này để làm mát cho cái dãy tròn bên đó, và cái đường hệ thống phun sương bên đây nó làm mát cho dãy bên đây. Đó. Thì nó cứ hoạt động những ngày này là nó hoạt động liên tục. Tròn mình cảm thấy là nó nóng nó nằm nó thở các bạn. Nè. Nó nóng nó nằm nó thở, nó hả họng nó thở. Đó. Thì anh em mà nuôi trên khô á, trên cái mặt sàn bê tông á, mình gọi là trên khô đi. Thì lúc đó mình quay mình chia sẻ cái trại của mình nó nằm ở trên mặt đìa như thế này nè, mặt ao nè, các bạn thấy không? Đó, các bạn coi những cái clip mà mình chia sẻ về tròn thì các bạn thấy biết rồi, đó mặt ao, ở dưới nuôi cá. Đó. Rồi ở trên đó mình phun thêm sương nữa. Đó. Thì anh em nói là làm như vậy là con tròn nó sẽ dễ bị lạnh, cảm lạnh. Nhưng mà cái đó là anh em nuôi trên khô á, thì anh em nói như vậy. Còn mình cảm thấy á, mình nuôi ở dưới cái mặt đìa này á, rất là thích hợp với cái địa hình ở chỗ chăn nuôi của mình. Thứ hai nữa là nó phù hợp vô cái thời tiết mùa nắng. Cái mùa nắng này, đặc biệt là cái mùa nắng các bạn biết là nắng kinh khủng, nắng gọi là chói chang luôn các bạn, cây cối nó khô cằn hết luôn đó. Nắng chói chang của cái mùa nắng này. Quê em hai mùa mưa nắng gõ gạch luôn, miền Nam là hai mùa mưa nắng gõ gạch luôn. Thì cái việc mình nuôi trên cái mặt đề này mình thấy nó rất phù hợp, không? Buổi trưa nắng á, hơi nước ở dưới nó bốc lên, nó làm mát từ ở dưới lên, tròn mình nó đỡ giảm nhiệt độ nóng đi. Ở trên mình gắn một cái hệ thống phun sương, đó, hệ thống phun sương nó phun xuống liên tục như vậy. Thì cái hệ thống đó nó sẽ nối vô đây nè, hai cái máy phun sương. Đây là cái clip là mình chia sẻ cho các bạn ở cái clip đầu rồi, clip đầu tiên của khai trương cái trại mới này. Rồi dây điện lằng nhằng nè, mà hai cái máy phun sương đây, phun sương phải có nước nè, đó, hút nước dưới đây. Ở đây là một cái này gọi là cái thimmer,
timer các bạn. Timer là cái hẹn giờ, ví dụ như mình muốn cho nó bao nhiêu phút á, ví dụ như cái này là 1 phút nè, 2 phút, 5 phút đó, 5 phút đi, cho cái máy mình nó nghỉ ngơi, ví dụ 5 phút nó chạy bao nhiêu giây nè, ví dụ như mình cho nó 5 phút nó chạy 90 giây đi đó, 5 phút nó chạy 90 giây thì khi mình ngắt điện á, mình khởi động lại là cứ 5 phút là nó sẽ chạy 90 giây, 5 phút nó sẽ chạy 90 giây, nó kết nối vô cái timer nó như vậy đó. Thì cái máy phun sương của mình nó được nghỉ ngơi nó được nghỉ ngơi, nó không chạy liên tục, nó không làm việc quá tải. Hai cái này nó giúp mình rất là nhiều việc các bạn ạ. Thì đầu video thì mình chia sẻ cho các bạn chút xíu về cái những cái cách mình nuôi chồn. Ví dụ như ban ngày nóng nóng thì mình đổ nước sạch vô đây, đổ nước sạch vô cái khay này cho nó giải nhiệt. Khi mà về đêm á là mình sẽ pha cái thuốc diệt muỗi, cái loại thuốc mà không ảnh hưởng tới cái con vật của mình á, thì mình cho nó xịt, nó phun trên đây. Ví dụ như đêm á thì 2 tiếng hoặc là 3 tiếng gì đó mình xịt muỗi một lần, tại vì cái vùng của mình làm nông nghiệp á, làm ruộng nên còn muỗi nhiều lắm. 2 tiếng 3 tiếng mình cho nó xịt một lần ban đêm đó. Mình chỉ việc cài cái giờ lại thôi, mình chỉ việc cài cái giờ ở trên cái timer này là nó sẽ chạy theo cái ý của mình. Chứ ban đêm mà các bạn, mình đâu có thức để mình canh, mình ngồi mình bật máy tắt máy đâu. Thì mọi thứ bây giờ là công nghệ hết rồi đó, mình chỉ ghim điện vô đó rồi mình chờ nó đúng giờ, đúng giấc, đúng ngày, đúng tháng để nó chạy đó. Nó chạy từ nó chạy, cái việc còn lại là mình cung cấp nước cho nó và cung cấp cái thuốc diệt muỗi đó. Và định kỳ nữa các bạn, và định kỳ, nếu mà định kỳ một tuần á, mình có thể là mình sát trùng 2-3 lần gì đó. Ví dụ như anh em mình đi theo những cái lối ở dưới này, mình sát trùng ở phía dưới, còn ở phía trên á thì mình đổ thuốc sát trùng vô cái thùng á, ở trên nó sát trùng ở trên nữa đó. Nó sạch sẽ hơn, nó kỹ lưỡng hơn đó. Thì ở phía bên đây á là mình làm một cái bạc nè, cái bạc ở phía bên đây này. À, cái bạc là mình gắn vô đây là một cái này là cái tời quay các bạn, cái tời quay á, mình có thể điều chỉnh cái bạc này nó lên cao hoặc là nó xuống thấp đó, tùy theo. Ví dụ mình muốn chỉnh nó mức nào thì mình quay cái tời đó lên. Ví dụ như cái thời tiết nắng nóng cái này, tôi kéo cái bạc cao lên hết, cao thoáng lên luôn cho cái chuồng mình nó gió nó luồn vô từ ở phía bên đây, nó qua bên kia luôn, con tròn mình nó mát mẻ lắm. Kết hợp với cái phun sương ở phía bên trên nữa, rồi kết hợp ở dưới cái nữa là dưới cái mặt ao của mình nó thổi lên cái nữa, thì cái nhiệt độ ở trong trại mình nó giảm rất là nhiều, nó giảm rất là nhiều luôn, nó rất nhiều cái yếu tố để cho cái chuồng mình nó mát nha, giảm nhiệt độ cho con vật nuôi của mình, nó đỡ cái gọi là nóng, nắng nóng xì chét nha các bạn ha. Thì cái bạc này ví dụ như mình chủ động, mình có thể là mình cho nó xuống hoặc là cho nó lên. Ví dụ như cái mùa mưa thì trời nó lạnh, nhiệt độ nó hạ xuống thì mình cho nó vô cái, mình hạ nó thấp xuống luôn, mình che lại, che kín, hoặc là ban đêm mình che kín lại, giữ gió được ban đêm, tránh gió lùa ha. Mình phải thích nghi với cái điều kiện chăn nuôi ở địa phương của mình là như vậy. Thì tùy theo cái địa phương mà bà con xây dựng chuồng trại cho nó phù hợp, chứ không phải là cái chuồng nào nó cũng giống như cái chuồng nào. Ví dụ như thời tiết của em ở miền Nam đây là thời tiết ở Bạc Liêu. Bạc Liêu thì có 2 mùa gõ gệt, mùa mưa và mùa nắng á. Mùa nắng lúc này thì nắng nóng kinh khủng, nắng nóng lắm. Còn mùa mưa thì nó mưa nhiều khi nó ngập nước luôn các bạn, mưa tới ngập nước luôn đó. Mùa nắng và mùa mưa, quê em hai mùa mưa nắng. Đây. Thì con trộn mình cho ăn xong đó là những cái này là mình bỏ hết, những cái này là cái này gọi là cái
cái xương hoặc là những cái má của con cá đó, nó sẽ không ăn được, nó sẽ bỏ thì mình tận dụng nó, không tận dụng nó ở đây đó, bỏ xuống đây nè các bạn coi nè ha, bỏ xuống cho cá tre ăn. Oh, cá tre bữa nay ghê chưa, không cá tre các bạn có thấy bữa nay cá tre màu lớn không, ở dưới đây người cá tre ở dưới đây rồi. Chồng con cũng vậy các bạn, chồng con sau khi ăn, sau khi cái cử cho ăn khoảng 3 tiếng thì bắt đầu mình gắp bỏ, ăn 3 tiếng gắp bỏ, không cho con trộn nó ăn lại cái thức ăn cũ đó, dọn những thức ăn thừa đó, cho chồng nó được ăn những cái thức ăn mới, giống như những cái thức ăn thừa nó để khoảng 2 tiếng 3 tiếng là chồng con nó sẽ đói, nó sẽ ăn lại, và những cái thức ăn đó thì nó không tốt, tại vì nó ra ngoài 2-3 tiếng đồng hồ cá nó ương, hoặc là con ruồi hoặc là con gì khác á, nó tựa vô, hoặc là những cái thức ăn này nó ôi thiêu thì không tốt cho cái hệ tiêu hóa của chồng con chút nào hết đó. Mình anh em nào mà bà con nào mà bắt chồng giống của mình á, giờ có sản phẩm rồi thì chú ý, hoặc là bà con nào mà mua chồng con của mình á thì cũng lưu ý đó, cái nguồn thức ăn đó, nguồn thức ăn nó sạch là một chuyện, còn mình cho nó ăn xong á mình dọn dẹp sạch là một chuyện nữa các bạn, không nhiều khi nó ăn thừa như thế này nè, nó ăn thừa như thế này còn dư lại cái này mà bà con để mà nó tới chiều nó đói á, hoặc là tới gần sáng gì nó đói á, nó ăn lại là con chồng mình nó dễ bị bệnh đường ruột, dễ là bị lắm, bà con cẩn thận chút xíu. Thì những cái thức ăn thừa này mình bỏ xuống dưới á, thì con cá nó sẽ xử lý, nó sẽ ăn lại, mình cũng không bỏ gì mấy, cũng không bỏ đi đâu các bạn, không phí đâu. Đó là cách mình nuôi chồn mà mình kết hợp với nuôi cá là như vậy. Gấp hết. Bữa nay cái chủ đề bữa nay mình chia sẻ với các bạn về cái chủ đề là chồn nuôi thì được nhưng mà bán cho ai không ai mua hay như thế nào đó. Thiệt, nói thiệt với các bạn là cái câu này mình gặp nói chung là hàng ngày luôn, một ngày gặp ít nhất là cũng phải 2-3 câu hỏi như giống như nhau như vậy, ngay cả trên Zalo, trên Facebook, trên YouTube luôn. Một ngày đó, mình gặp rất là nhiều cái câu hỏi riết rồi, giống như là mình thành cái thói quen luôn các bạn à. Đấy. Thành cái thói quen nên muốn chia sẻ với các bạn, gom lại nhiều cái ý kiến để chia sẻ với các bạn một cái chủ đề chung như vậy, để cho bà con và anh em cùng phân tích, cùng tìm hiểu và có thêm những cái thông tin về cái con chồn này. Chồn buổi trưa nó nằm sải ra để nó thở, tại vì con chồn là nó không có cái hệ bài tiết các bạn, không có hệ bài tiết, nó nóng lắm, nó giống như con chó vậy, nó giống như con mèo con chó vậy thôi. Vô cái chủ đề chính hôm nay các bạn vô cái chủ đề chính hôm nay thì chia sẻ với các bạn một điều như thế này nè. Con chồn á, để nuôi được á, mình phải theo một cái quy trình ha, mà mình tính theo ngày, theo tháng á, theo năm, chứ không phải là mình nói xong một cái mình làm được. Không phải là mình mua con chồn về cái là mình nuôi cái là nó thành công liền. Nếu mà nó dễ như vậy á, thì đất nước gần 100 triệu dân á, hiện tại thì ai cũng nuôi chồn hết rồi, đúng không các bạn? Ai cũng nuôi chồn hết rồi. Những cái kinh nghiệm nho nhỏ về cái cách làm chuồng trại nè, hay là cái cách làm ổ khóa nè,
cách mình làm cống nước nè, máng ăn máng uống đó, làm sao cho nó hiệu quả chắc chắn, và mình khi mình vệ sinh đó nhanh lẹ liền để mình nuôi số lượng nhiều đó, để mình nuôi số lượng nhiều để xong mình còn làm việc khác nữa, chứ không phải là mình nuôi có một hai con rồi mình làm quần hết ngày, còn nhiều việc khác nữa, làm sao cho nó nhanh nó lẹ. Từ cái khâu làm chuồng trại mình cũng phải học hỏi anh em đi trước, học hỏi cô chú đi trước, tại vì những cái kinh nghiệm mà thực tế á, những cái trải nghiệm thực tế á, nó hay hơn, nó hiệu quả hơn cái lý thuyết rất là nhiều. Đó. Đương nhiên là học là phải có hành nữa các bạn. Thì khi mình làm á, là mình thực hành, mình làm á, thì mình mới cảm nhận được và mình mới thấy được cái gì mình cần khắc phục. À, giống như những cái khóa như thế này nè. Những cái khóa như thế này mình đã từng mắc tròn rồi. Đó. Nên mình mới học hỏi anh em mình tự làm cái khóa như thế này. Đó. Tự chế ra cái khóa như thế này. Hoặc là những cái cống ăn, cống uống như thế này nè. Đó, những cái cống ăn, cống uống như thế này thì bắt buộc mình phải làm sao cho nó chắc chắn. Vì cái con chồn các bạn biết là ban đêm á, ban đêm nó nhảy, nó leo, nó trèo dữ lắm. Ban ngày các bạn thấy nó nằm, nó ngủ vậy chứ ban đêm nó hoạt động ban đêm mà. Con chồn mà đó. Ngủ ngày, ăn đêm mà. Từ cái máng đựng thức ăn như thế này, cái khay, cái này gọi là mình để cá hoặc là để chuối hoặc là để cua, để lịch gì vô á, cho cái thức ăn nó đừng có lọt xuống dưới. Tại vì mình làm cái chuồng này làm chuồng lưới mà, mình đừng có để cho thức ăn nó lọt xuống dưới thì dẫn đến hao phí, hoặc là cho mình nó ăn không được những cái thức ăn mình mong muốn cho nó ăn đó. Hoặc cái dĩa như thế này á, thì cái dĩa inox mình khoan hai cái lỗ để cho nước đó, khi mình rửa nước nó gõ xuống. Nếu mình không khoan lỗ đó, mình rửa nước đó, thì nó động lại. Những cái này mình cũng phải học hỏi anh em từ những cái trại khác, những cái như vậy. Còn rất là nhiều cái khâu nữa đó, cái khâu làm chuồng trại tới cái khâu chồn, nuôi chồn, nuôi chồn con, nuôi chồn lứa đó, rồi chồn sinh sản nuôi như thế nào. Giống như con chồn mà chồn con mình nuôi làm sao cho nó phát triển, cho nó tốt, nó phát triển một cách là suôn sẻ, ít có dịch bệnh. Rồi khi con chồn lứa mình cần cung cấp những thức ăn gì, và khi bắt đầu con chồn nó đã sắp lên giống, mình cần cung cấp những cái loại thức ăn nào để con chồn cho nó mau lên giống, cho nó mau lên giống và nó lên giống một cách là hiệu quả. Rồi tập chồn được nhảy như thế nào, không tập chồn được nhảy như thế nào, rồi phối cái tơ như thế nào đó, rồi tập được tơ như thế nào, nó cả một cái quá trình rất là dài, chứ không thể nào là mình nói một cái là mình làm liền được các bạn. Không phải nói thế nào mà nói một cái làm liền được, đúng không? Nó cả một cái quá trình. Thì anh em á mà đã làm nghề rồi, đã vô chăn nuôi được rồi á, thì mình đã hiểu được cái câu chuyện, mình biết được cái sự chia sẻ, cái sự đồng cảm đó. Đó, nên anh em chăn nuôi chung với nhau á, gọi là cái cộng đồng trong nuôi chung với nhau, thì anh em hiểu ha, chia sẻ được. Còn những anh em, những bà con nào mà đang tìm hiểu thôi, nhưng mà tìm hiểu chưa có sâu vô cái nghề chăn nuôi này, vô cái con chồn này, thì anh em nên tìm hiểu kỹ hơn. Đó, tìm hiểu kỹ hơn. Mình khi mà mình thích cái con chồn này quá hoặc là khoái quá, thì mình gán tìm hiểu thông tin, thì tìm bằng cách là mình tìm trên internet, tìm trên mạng xã hội. Thứ hai nữa là mình tìm đến những cái trại nào mà nó uy tín,
những cái chạy nào mà được nhiều người ta ủng hộ á, thì mình đến đó mình xin được tham quan và mình trao đổi với anh em ở trong trại để mình có được cái thông tin, có được cái kiến thức, kỹ thuật và những cái kinh nghiệm đó. Nó quan trọng là cái kinh nghiệm các bạn. Nó quan trọng là cái kinh nghiệm của cái người nuôi, người ta có chia sẻ cho các bạn hay không đó, người ta có hướng dẫn cho các bạn chăn nuôi hay không thôi. Không phải là chỉ đến trại là chỉ mua mới được đó. Có nhiều anh em mình tiếp khách các bạn, có nhiều anh em đến học hỏi, giao lưu và sau đó ví dụ như biết được cái hiểu về cái con chồn rồi, có được một chút cái kiến thức về cái con chồn rồi, thì anh em cũng có thể là đi ra những cái trại khác hoặc là tìm những cái cơ sở gần mình mua cũng vẫn được. Tại vì cái đây là mình chủ yếu là mình chia sẻ cái kỹ thuật, chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, những cái gì mà mình trải qua, chứ không phải là cái gì mình cũng biết hết đâu. Cái gì mình trải qua rồi mình chia sẻ cho các bạn để cho các bạn có thông tin, có kiến thức. Ví dụ như các bạn cứ coi bên kênh của em, thường là em phát những con hoang dã đó, coi được thấy cái gì được thì coi. Ví dụ như thấy không hay thì mình coi cái kênh khác, kênh nào hay hơn thì mình coi đó. Chứ đâu bắt buộc là anh em vô là coi là phải mua đâu, đúng không? Thì mình quay lên YouTube á, chỉ để giới thiệu, chia sẻ kỹ thuật, giới thiệu cho bà con biết là mình đang nuôi cái con chồn, đang làm kinh tế như vậy đó, thực tế là như vậy đó. Và mình làm, mình gặp những cái khó khăn gì và mình gặp được những cái thuận lợi gì, hoặc là trong cái quá trình nuôi đó mình có những cái gì đó mình chia sẻ cho bà con, chia sẻ cho các bạn để cho các bạn có thông tin thôi, chứ không phải là mình là thầy hay là mình là cái người mà nhiều kinh nghiệm đâu, không phải là như vậy, mang tính chất là chia sẻ thôi. Đó, thì mình tìm hiểu đi, tìm hiểu đi mới biết có anh em nào mà nuôi rồi, anh em mới có đồng cảm với những người chăn nuôi, những người mà đang nuôi như mình gì nè, mới hiểu được. Ví dụ như trong cái quá trình mình chia sẻ lên kênh YouTube á, có rất là nhiều cái ý kiến, có rất là nhiều cái comment, cái bình luận, cũng như là cuộc điện thoại, thì bữa nay mình xin chích ra một vài cái câu bình luận cũng như là những cái câu mà các bạn hỏi thường á, để mình xoáy vô cái chủ đề, cái nội dung trong cái video ngày hôm nay. Đó. Mình thấy các bạn bình luận như thế này: chồn mua thì được rồi đó, nhưng mà bán cho ai? Tôi mua về tôi nuôi, bây giờ bán không ai mua. Đó, một trong những cái câu hỏi mà những cái câu bình luận các bạn coi video của mình, các bạn nhìn xuống dưới các bạn thấy những cái câu bình luận như vậy. Thường những câu bình luận như vậy là mình nhiều khi mình không có thời gian mình trả lời, hoặc là nhờ những các bạn nào mà đang nuôi á, đồng hành cùng mình á, trả lời giùm. Bây giờ mình nhiều khi điện thoại mình còn không bắt máy được nữa các bạn, bây giờ bận công việc này công việc kia nữa. Thì trả lời cho các bạn như thế này: chồn nuôi thì được. Anh em nào mà hỏi cái câu này á, chắc chắn là anh em thứ nhất là nuôi ít hoặc là chưa nuôi. Chồn nuôi thì được, nhưng mà nuôi cái cỡ nhỏ hay là cỡ lớn, cỡ nào? Ví dụ như cái con chồn nhỏ thì anh em có kinh nghiệm á, thì có một chút kiến thức về cái chăn nuôi á, thì anh em nuôi được, nuôi thì được. Nói chung là nuôi nó đã ăn cứng rồi, nuôi thì dễ. Nhưng mà anh em đã gặp những cái khó khăn trong cái quá trình chăn nuôi chưa? Đúng không? Con chồn nhỏ thì cái rủi ro nó lớn. Mình nói cái rủi ro về này. Thứ nhất, con chồn nhỏ chỉ có rủi ro về dịch bệnh thôi. Đó. Anh em đã kiểm soát được dịch bệnh chưa? Chồn con nó ăn như thế nào? Cái chế độ dinh dưỡng cho chồn con. Ở cái giai đoạn nào mình cần bổ sung canxi, ở cái giai đoạn nào mình cần cho nó ăn cá, rồi cho nó uống những cái vitamin như thế nào.
anh em mà nắm hết những cái quy trình nuôi như vậy á, mình mới gọi là nuôi được, không? Và chuồng trại nữa, mình nói thêm về chuồng trại làm như thế nào để cho nó kín, nó không có như là thất thoát, thất thoát. Giống như những cái kinh nghiệm mình ở đây nè, những cái cửa như thế này nè, các bạn thấy là những cái cửa như thế này, đó, đó là những cái cửa này mà lúc trước mình không có làm cái móc á. À, thì cái con bên đây á, nó sẽ chui qua con bên đây, nó cắn lộn với con bên kia đó, thì đó là một cái kinh nghiệm nhỏ như thế này đó, thì mình mới gọi là mình nuôi nó suôn sẻ, nó nuôi được, nuôi thành công từ nhỏ cho tới lứa cho lớn, và ngay khi đẻ con tròn nó đã đẻ rồi đó, mình nuôi con của nó như thế nào và chế độ dinh dưỡng của con tròn mẹ như thế nào. À, nó khác với cái chế độ dinh dưỡng của con tròn lứa, con tròn con. À, ổ này nó mới đẻ, con mẹ nó rất là khôn con, nó ôm con giấu rất là kỹ, rất là kín luôn. À, mình quay sơ cho các bạn coi, nó mới đẻ sáng nay. Con nào mà nó ôm con, nó ôm mà nó cuốn con như vậy, ngay cả thức ăn mà nó tha vô cái thùng, cái ổ nó ăn như vậy, là những con đó nó mê con, rất là mê con, nó không bỏ con đó các bạn. Những ngày đầu đẻ ra vậy là cái con tròn mình xác định là cái nết nó tốt đó, cái nết nó giỏi là như vậy, không các bạn thấy nó ăn cá vô mà thai vô trong cái thùng vậy. Có nhiều anh em, nhiều bà con nói là con tròn nó ngu, gọi là nó ngu con, nó không phải đâu các bạn. Con tròn nó mê con á, nó mới đem cá vô đó, nó mới đem thức ăn vô đó nó ăn, thì mình chịu khó mình vệ sinh sau cái bữa ăn của nó là được, không? Mấy con này thật sự là những cái con nó khôn con đó các bạn, chứ không phải là nó ngu đâu, không? Sáng mình đếm cái ổ này là được 5 con các bạn, tròn mới đẻ đó, con dành vú con vú gì đó, đó được 5 con. Thì tròn mới đẻ thì mình quay thoáng qua cho các bạn coi đó. Để mà tới nó ra được cái sản phẩm như vậy á, là mình tạm gọi là thành công đi, đúng không? Đúng không bà con? Mình nuôi từ con tròn nhỏ cho tới nó đẻ như vậy là tạm gọi là thành công đi. Rồi cái quy trình mình quay lại nuôi chồng con nữa thì mình đã biết rồi, đúng không các bạn? Mình đã nuôi chồng con tới nó đẻ rồi, thì bây giờ nó đẻ ra con nó tới việc, chỉ việc nó nuôi thôi. Nó nuôi tới khoảng tháng 10 ngày gì đó, bắt đầu mình tập chồng con ăn, mình tách mẹ ra đó. Cái việc còn lại là con tròn nái nó nuôi, mình cung cấp thức ăn dinh dưỡng cho nó, nuôi con cho đầy đủ thôi. Gọi như là mình tạm gọi là khâu này thành công. Rồi mình nuôi ra tới chồng con, mình quay lại cái quy trình mình nuôi chồng con nữa, thì cái dòng đời nó như vậy, cứ lòng vòng như vậy. Thì các bạn hỏi là nuôi thì được rồi đó, đó nuôi ra chồng con nuôi gì mình gọi là được, nó nuôi thì được rồi, bán cho ai các bạn? À, có vô thì phải có ra, đúng không các bạn? Có vô thì phải có ra, chứ mình vô không là mình không ra là không được à, đó, đúng không bà con? Đúng không? Mình nói mình làm kinh tế mà mình chia sẻ cho các bạn, cho bà con à. Mình có vô là cái đồng tiền của mình đó, mình bỏ vốn vô, mình xây dựng chuồng trại nè. Đó, mình xây dựng chuồng trại nè, mình mua con giống nè, mình tuyển lọc con giống nè. Rồi cái nguồn thức ăn đầu vào nè, đó gọi là vô. Rồi cái chi phí, những cái chi phí ví dụ như anh em mà nuôi nhiều á thì mình phải kêu gọi anh em làm tiếp cho mình đó, và mình phải trả lương cho anh em, nó gọi là cái những cái chi phí đầu vào đó. Mà mình nuôi á, mà mình ra không được á thì chết luôn à, đúng không bà con? Nuôi mà vô không ra là chết, đúng không? Nhiều anh em hỏi mình quay chủ yếu là để mình bán thôi, thì đúng rồi các bạn. Thì mình làm thương mại, mình làm kinh tế thì mình quay mình giới thiệu cái sản phẩm mình ra để mình bán, chứ mình để mình làm cái gì? Chứ không lẽ mình nuôi vì cái đam mê mình nuôi chơi, không lẽ mình bỏ vô bạc trăm triệu bạc tỷ vô đây mình nuôi để mình thỏa cái đam mê của mình thôi, đúng không bà con? Nhiều khi mình bình luận hay là mình nói gì mình phải suy nghĩ lại một cái, đúng không? Đây là những cái trại, những cái cơ sở chăn nuôi của mình là để mình nuôi, để mình làm thương mại, để mình làm kinh tế, và mình giới thiệu cho bà con
để mình bán đó, chứ không phải là để mình quay YouTube. À, không phải để quay YouTube các bạn. Không phải như vậy. Thông qua cái kênh YouTube, thông qua cái kênh TikTok hoặc là những cái mạng xã hội khác để mình giới thiệu cho bà con biết về cái trại của mình như vậy. Còn cái ở trên thị trường thì có rất là nhiều anh em quay đó, rất là nhiều trên internet đó, mạng xã hội nó rất là nhiều. Nhưng mà mình quay lên thì mình là cái người coi, mình là cái người mà theo dõi, thì mình phải có cái cảm nhận được, ví dụ như cái chỗ này nó uy tín, chỗ này nó nói chuyện chất lượng hay như con giống nó như thế nào đó, thì mình cảm nhận thôi, qua cái cảm nhận của mình. Ví dụ như anh em mà thích mình thì đồng hành cùng mình, còn không thích thì tìm trại khác, đúng không? Có rất là nhiều đó, mục đích của anh em lên để làm gì? để là giới thiệu cho bà con đó, để mình bán con giống đó, đó, để mình bán con thương phẩm. Đó là hai cái thị trường đầu ra, đúng không? Thí dụ như bà con cần cái con giống thì mình tìm cái con giống theo cái yêu cầu của mình. Con này trời nắng nóng các bạn, nên chảy nước miếng nè, tại vì con tròn nó giải nhiệt qua cái giống như là cái hơi thở đó các bạn, không phải gì. Những cái con khác mà nó giải nhiệt qua da hoặc là giờ qua những cái cơ quan khác, chỉ thở vậy thôi, trên nắng nóng là nằm nó thở. Với lại con này con nó bữa nay bự rồi, nó thở nhiều, thở gấp như vậy là con tròn sắp đẻ đó. Sắp đẻ đó. Con này nó hiền, nó nằm nó cho mình quay, nó hiền, nó nằm nó thở. Thì xoay quanh cái việc mà nuôi được, bán không ai mua, bán cho ai, những cái câu thường xuyên rồi đó. Mình có chia sẻ với các bạn ở cái clip trước đó, có hai cái thị trường để cho bà con và cho các bạn tham khảo. Một là thị trường con giống đó, một là cái thị trường con giống, hai là cái thị trường con thịt đó. Lúc nào nó cũng song song và nó tồn tại ở trong cái việc chăn nuôi của mình, lúc nào cũng vậy. Ngay cả con chích cò hay là con le à, trước khi bước vào nuôi thì mình xác định rõ hai cái mục tiêu, hai cái thị trường đầu ra. Một là thị trường với con giống, hai là thị trường con thịt đó. Thì hôm trước có anh em nào nói bình luận mình không nhớ nữa, thì có nói gì nè, một năm nữa hoặc là 2-3 năm gì nữa cái con tròn hương này người người đều nuôi, nhà nhà đều nuôi, thì giá đó nó có thể còn 100-200 ngàn một ký. Đó, mình cũng ghi nhận cái bình luận đó, là qua cái bình luận đó là mình có một cái ý kiến cho các bạn như thế này, xác định như thế này, các bạn đó hoặc là anh em đó, bà con đó là chưa từng nuôi tròn nên người ta không có hiểu gì về con tròn nên ta mới bình luận như vậy. Mình đem ra đây để mình phân tích cho anh em ở trong nghề, trong cộng đồng của anh em chăn nuôi để hiểu hơn, hoặc là những người nào mà chưa biết, những anh em nào chưa biết thì có thông tin hơn. Thật sự mà con tròn hương á mà 200 ngàn một ký á, chắc có khoảng mình nghĩ chắc nó khoảng 20 năm nữa. 20 năm nữa con tròn hương nó mới có cái giá là 200 ngàn một ký đó. Nhà nhà đều nuôi, người người đều nuôi đó. Không phải con tròn, các bạn biết là con tròn là không phải ai nuôi cũng được đâu, mình nói cho các bạn biết là không phải ai nuôi cũng dễ đâu, không phải ai nuôi cũng thành công đâu. Trong số những cái khách hàng của mình á thì có những người á tâm huyết, có những người anh em người ta á, yêu nghề á, tâm huyết á. Thì bây giờ là họ đã có sản phẩm rồi, có người đã lấy lại được vốn đầu tư ban đầu rồi, và bây giờ đã đang vô cái giai đoạn gọi là thu hoạch lại cái kết quả của mình. Còn có những người, trong khi đó có những người là nuôi thất bại, thất bại là do họ chưa có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm. Không phải là mình nói là ở đây là mình chia sẻ cái con giống, mình chia sẻ cái kỹ thuật nuôi cho khách đó, 10 người là nuôi được hết 10 người đâu, có những người là nuôi không được
Bạn có những người nuôi không được, nuôi không thành công, tại vì do họ không có hiểu được cái tập tính của con tròm hương này và kinh nghiệm còn yếu quá, thành ra có những cái sự cố xảy ra mình không xử lý được. Và mình á là hỗ trợ, giống như mình hỗ trợ cho khách hàng, cho bà con qua điện thoại hoặc là qua những cái gì mà bà con hay là các bạn phản ánh, chứ mình không là cái người trực tiếp. Tại cái người trực tiếp nuôi thì nó khác, ví dụ như đến cái giai đoạn nào mình cần xử lý cái gì đó, thuốc men gì hay như thế nào, cho ăn cái gì cho nó phù hợp, thì nó là cái người nuôi trực tiếp mình mới xử lý trước. Cái người có kinh nghiệm người ta xử lý trước nó kịp. Còn cái người mà để tới nước tới chân rồi á mình mới nhảy á, thì các bạn thấy là nó không còn xử lý kịp nữa. Thì mình có khẳng định với các bạn là trong số những cái khách hàng của mình có những người nuôi được, có những người nuôi không được là như vậy đó. Con tròm này không có dễ nuôi đâu các bạn đó. Ví dụ như có anh em nào mà bình luận là một năm nữa, ví dụ như giá tròm nó còn 1 triệu đó, nuôi cũng có lời, đúng không? Nói trên lý thuyết thì nó cũng có lời, đúng không các bạn? Bây giờ một cái ổ tròn, ví dụ như cái ổ tròn như thế này, các bạn coi nè, cái ổ tròn 4 con như thế này. Nếu mà con bố mẹ nó tốt, con đạt yêu cầu, con mẹ 5 kg trở lên, đó, con bố nó khoảng 6 kg trở lên. Giống như cái ổ này con mẹ bữa nay 6 kg mấy, đó, con mẹ này nó đẻ được 4 lứa rồi, nên là cái tướng nó sồ sề, nó 6 kg mấy, nó là cái chuyện bình thường. Thì nó đẻ được 4 con như thế này. Ví dụ như cái ổ này 2 đực 2 cái, thì mình sẽ bán theo cái giá thị trường anh em bây giờ từ 8 cho tới 10 triệu một cặp. Thì một cặp tròn giống sau khi tách mẹ, sau khi tách mẹ nó có thể là 18 cho đến 20 triệu một cặp, tùy theo cái con nó phát triển đẹp hay là xấu, nó phát triển như thế nào, nó mau lớn hay không, nó dài đòn hay như thế nào, nó giống cha giống mẹ nó như thế nào đó, thì cái đó mình quyết định. Thì nó tầm 18 cho tới 20 triệu cái giá thị trường hiện tại bây giờ. Thì có giống nếu cái giống mà các bạn chuẩn, phải không? Con cái 5-6 kg trở lên, con đực phải cũng 5-6 kg trở lên thì nó tầm như vậy. Thì thị trường thì nó loạn rồi, không phải là loạn mà là cái nó rất là nhiều cái thông tin. Đó, có anh em bán 6 triệu, 4 triệu gì đó, 7 triệu gì cũng có nữa, nhưng cái giống tròn mà hỏi cái giống nó có chuẩn hay không. Ví dụ như con cái 2,5 kg đó, người ta bán cho bạn 6 triệu. Hiện tại cái thị trường bây giờ nó không ai mua. Hiện giờ anh em đang chuộng cái giống cam lai đó, chân cao, dài đòn, bự con, đẻ nhiều. Đó, một ổ ít nhất là 3 con, 5 con. Đó, còn cái giống mà 1 con, 2 con thì nó không phù hợp nữa. Hoặc cái số ký nó nhỏ chân lùn bụng mỡ thì nó không phù hợp với cái thị trường con giống. Nó con thịt thì nó không đủ ký, không? Nuôi 1 năm có 2,5 kg, chồng người ta nuôi có 3-4 tháng lên 2,5 kg rồi, mà mình nuôi 1 năm nó 2,5 kg thì nó mất thời gian, không? Nó mất thời gian công chăm sóc và bán không được nữa, thì những cái giống chồng đó thì nó sẽ ghẻ. Đó, nó như vậy. Thì cái chuyện mắc ghẻ để mình phân tích cho các bạn ở những cái video sau cho nó sâu hơn, chi tiết hơn. Thì video hôm nay mình tập trung vô cái nội dung là tròn nuôi được mà bán không được, lỗi do mình hay là do thị trường. Thì mình biết cái thị trường á, theo mình biết cái thị trường hiện tại nha, những thương lái ở miền Tây của mình bây giờ là đang thu cái giá tròn thịt đó là 1,4 triệu cho tới 1,5 triệu. Những ngày lễ này có thể nó lên, tại vì mình chưa có hỏi những cái lái ở khu vực miền Tây mình. Đó, miền Bắc thì mình không có nắm được cái thị trường ngoài đó. Thì anh em ở khu vực miền Tây thì lúc trước là mình bán là 1,4 triệu cho tới 1,5 triệu. Thì những ngày lễ thường nó lên, nhưng mà lên bao nhiêu thì chưa biết, lên hoặc tuột xuống gì đó. Nói chung là nó dao động tầm khoảng 1,4 triệu, 1,5 triệu ở đó. Đối với cái con tròn thương phẩm, thì nếu các bạn mà muốn biết về cái giá cái con thương phẩm á, thì các bạn giống như lên những cái hội nhóm tròn hương á, mình hỏi anh em thương lái trong đó, hoặc là mình tìm hiểu những cái cơ sở, những cái chỗ mà người ta thu mua động vật hoang dã đó, để mình có được cái giá chính xác hơn, để mình khỏi còn mơ hồ rồi lên bình luận tùm lum
không? À, tròn mà 200.000 ký không biết tròn gì nữa. À, tròn hương mà 200.000 ký thì chắc không có rồi các bạn, hơi khó. À, những năm đầu mình nuôi á, thì giá nó tầm khoảng 1,1 triệu, 1,2 triệu gì đó. Thì đến nay năm thứ năm rồi, bước qua năm thứ sáu thì giá nó còn 1,4 triệu, 1,5 triệu. Thì tròn nó có xu hướng nó lên. Đó, nó có xu hướng nó lên. Nó tuột chừng vài trăm ngàn thôi. Thì trên cái lý thuyết mình nói cho các bạn như thế này. Thì bốn con, nếu mà bốn con á, nó phát triển suôn sẻ, nó mau lớn, nó biết ăn, nó cứng, rồi dốc dáng nó đẹp á, thì tầm 18 cho tới 20 triệu nói với con tròn giống. Nếu bà con bán giống, mình xác định cái thị trường, nếu bà con cần giống á, thì mình bán con giống. Nếu như mình bán giống không được, mình bán giống không được, mình nuôi đủ ký thì mình sẽ bán ra cái thị trường con thịt. Đó là hai cái thị trường mà lúc nào nó cũng song song với mình là như vậy. Thị trường con thịt, ví dụ như một con mình nuôi tới con thịt đó tầm khoảng 4 ký, 8 tháng 4 ký, 8 tháng 4 ký thì mình bán ra cái con thịt nó, nếu giá 1,5 triệu đi thì nó cũng được 4 triệu. 4 triệu cái tiền mình thu lại. Ít 6 triệu chứ. À, tính bậy rồi. Ví dụ như 1,5 ký thì 4 ký á, con tròn mình đạt 4 ký thôi, con thương phẩm 4 ký trở lại được rồi. Không, 5 ký thì cũng càng được càng tốt, bự càng tốt thì 4 ký trở lại đi. 4 ký mình được 6 triệu. Mình tính tất cả các chi phí. Thức ăn nè, công chăm sóc nè, tiền nói chung là tiền này, tiền kia, tiền thuốc men này kia đó, nó tầm rơi tầm khoảng 1 triệu chi phí. À, thì các bạn được 6 triệu thì các bạn trừ lại 1 triệu cái chi phí cho mỗi con, như vậy là mình cũng còn bỏ túi được 5 triệu một con ha. Trong 7-8 tháng, ví dụ như bà con nuôi tốt á, thì 8 tháng mình xuất chuồng. Còn nếu mà mình nuôi dinh dưỡng mình không tốt, kinh nghiệm mình còn yếu á, thì 10 tháng, 12 tháng tùy theo cái người nuôi. Mình đạt vô cái mốc tròn thương phẩm là như vậy. Tròn thương phẩm thì lái ở đây bắt là 2,5 ký cho đến 4 ký. Đó là cái tiêu chuẩn mốc của tròn thương phẩm. Không mập, không mập nha, không mập đủ ký, không có bụng á, gọi là bụng bia đó. Thì nó gơi gơi tầm khoảng 1,4 triệu, 1,5 triệu là mình tính cho nó tròn, cho nó chẳng là 1,5 triệu. Thì đó là cái thực tế các bạn à. Đó là cái thực tế hiện tại bây giờ đó. Anh em nào mà đang nuôi tròn á, thì anh em có coi clip á, thì xác nhận coi mình nói có đúng không, có sai không đó. Còn những anh em mà chưa nuôi á, mà vô khoán á, thì mình không có gọi là để ý tới, tại vì người ta không biết, đúng không? Người ta không biết, người ta nói thì đâu có cái cơ sở, đâu có cái thông tin nào đâu. Nhiều khi nuôi được á, mà không biết bán cho ai, nuôi chắc để ăn thịt thế gì đó, có những cái bình luận như vậy thì mình thấy cũng bình thường đó các bạn. Mình thấy bình thường. À, tại vì anh em chưa có nuôi, anh em chưa có biết và tìm hiểu thị trường một cách giống như là hẹp hòi như vậy á, chắc chắn là các bạn đó là sẽ chắc chắn là sẽ không nuôi, hoặc là nuôi cũng không thành công nữa, chắc chắn một điều như vậy. Tại vì mình nuôi mà mình chưa biết cái thị trường ở đâu, mình nuôi mà mình không có tìm được cái thị trường ở đâu, thì mình khuyên các bạn và bà con nên chọn cái đối tượng con vật nuôi khác đi. À, đừng có nuôi con tròn này, thật sự. Không phải là mình nói với bà con như vậy là để cho bà con giống như là không nuôi tròn hay là như thế nào đó. Thì mình giới thiệu cho các bạn á, chia sẻ cho các bạn những hình ảnh, thì thông qua những cái kỹ thuật nuôi của mình nè, thông qua những cái hình ảnh của mình, và thông qua kênh YouTube, những cái kênh mạng xã hội, để mình giới thiệu cho bà con, cho các bạn tới cái con tròn hương của mình, biết về trại của mình như vậy. Thì thông qua đó thì mình có khách hàng, mình tìm kiếm khách hàng ở trên mạng xã hội, hoặc là những bà con nào, những anh em nào mà đã biết mình nữa, thì mình tới trực tiếp, tới trực tiếp trại. Thì cái đó là cái cách mà offline và online. Hôm trước mình đã chia sẻ cho các bạn rồi, hai cách mình tiếp cận với thị trường, giới thiệu những cái gì mình đang có đó, để mình làm kinh tế đó, để mình tìm kiếm khách hàng là như vậy. Và trước giờ các bạn thấy 9 năm chăn nuôi thì mình luôn chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm qua kênh YouTube này đó, qua Facebook nè, qua Zalo, qua TikTok. Những cái đó bà con biết mình, gốc chăn nuôi các bạn gõ lên
các bạn gõ lên YouTube thì Góc Chăn Nuôi hiện trước rồi đúng không? Đó, kênh của mình bữa nay cũng anh em cũng đã theo dõi gần hơn trăm ngoài ngàn người đang theo dõi rồi. Đó, thì mình đã làm lâu mình mới được như vậy, thì như vậy giới thiệu cho bà con như vậy đó. Đó, để biết được cái thị trường ở đâu thì mình nên tìm hiểu đó, nên tìm hiểu mà mình muốn đi sâu, mình muốn hiểu hơn về cái con trồn hương này thì bắt buộc mình phải có được nó trong tay đó, có được nó trong tay. Mình muốn nuôi á thì mình muốn làm kinh tế, mình muốn biết được thị trường mình phải nuôi xong rồi mình mới tìm hiểu cái thị trường đó. Nhất nói cho các bạn biết là khi mình bắt đầu á, mình khởi nghiệp mình nuôi con trồn này á, là mình xác định á cái con này có kinh tế, có thể làm kinh tế cho những năm sau. Tại vì trước kia là 5 năm á, là bắt đầu mình đã tìm hiểu trước đó rồi, tìm hiểu và mình quyết định mình bắt giống về mình nuôi. Thì những ngày đầu nuôi thì các bạn biết rồi, không thể nào mà tránh khỏi những cái khó khăn nó theo đuổi mình à, khó khăn đủ thứ, từ chuồng trại, cách chăm sóc, từ thức ăn, rồi nói chung quan rất là nhiều cái khó khăn. Thì cái khó khăn đó là mình những cái mình giải quyết được thì mình tự giải quyết được, còn những cái mình giải quyết không được thì mình tìm hiểu anh em, học hỏi những anh em đi trước để anh em chỉ lại, về mình áp dụng vô cái công việc chăn nuôi của mình để cho nó được suôn sẻ như vậy. Thì nói cho các bạn nghe, mình phải có cái con vật nuôi ở trong tay xong mình mới trải nghiệm được coi như thế nào. Còn không thì các bạn coi YouTube cho nó vui, coi không có tốn tiền, coi miễn phí không có tốn tiền. Mình là cái người lớn rồi, nếu mà các bạn bình luận, các bạn tìm hiểu về cái thị trường đó, là mình đã là cái người lớn rồi, và xã hội đang có văn hóa rồi, thấy không? Mọi người đang theo cái xã hội văn hóa thì mình nên bình luận những cái bình luận cho nó tích cực một chút xíu đó, để cho mọi người còn đọc nữa, mọi người còn xem, nó không phải chỉ riêng mình xem đâu, các bạn bình luận lên là nhiều người cùng xem, không phải là riêng mình xem đâu đó. Đó, mình sao bình luận sao cho nó có văn hóa chút xíu ha. Còn cái việc mà thị trường đầu ra thì mình có giới thiệu cho các bạn rồi, hai cái thị trường đầu ra, một là cái thị trường con giống, hai là cái thị trường con thịt, lúc nào nó cũng tồn tại và song song trong trại của mình như vậy. Cái cách để mình tìm được cái thị trường á, mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi, một là thông qua kênh YouTube, TikTok, Zalo hoặc là những cái nền tảng xã hội khác, những cái mạng xã hội khác để mình giới thiệu, đúng không các bạn? Hiện tại thì YouTube á, mở công khai cho mình, cho tất cả cộng đồng ở trên thế giới này đó, để mình kết nối với nhau ở nước ngoài hay là ở trong nước hay là ở các chỗ, nói chung là trong nước và ngoài nước luôn đều biết tới mình đó. Các bạn biết là có những khách hàng của mình ở nước ngoài đang xem kênh YouTube của mình rất là lâu luôn á, và họ về quê họ đầu tư nuôi những cái con này con kia ở bên trại mình, có rất là nhiều như vậy. Thì thông qua cái kênh YouTube của mình thì mình kết nối được với những anh em bà con nào đang có cái nhu cầu, đang tìm hiểu cái nhu cầu về cái con giống, con trồn hương hoặc là những cái con khác. Ví dụ mình nuôi con gì mình chia sẻ con đó, thì anh em cần cái con đó thì liên kết với mình, liên hệ lại với mình đó. Đó, rồi cái việc giao dịch thì mình thỏa thuận giữa hai bên, đó là cái cách mình tìm kiếm khách hàng là như vậy. Chứ không phải tự nhiên á, mình bắt đầu mình nuôi cái là có đâu, đúng không? Bắt đầu ở đâu mà khách hàng, ở đâu mà có sẵn cho bạn. Ví dụ các bạn vừa mới nuôi được cái con tròn vừa lớn thôi, các bạn tìm khách ở đâu ra, mình phải tìm từ từ, rồi mình tạo cái uy tín như thế nào đó, mình thể hiện như thế nào đó cho khách hàng cảm nhận cái cơ sở của mình tin tưởng và gọi là hợp với mình á, thì mình khách tới đó, thông qua cái đó mình giao dịch đó, là như vậy. Chứ các bạn ngồi chỗ, các bạn bấm bàn phím, các bạn comment những cái bình luận tiêu cực đó thì ở đâu mà ra khách hàng, đúng không? Ở đâu mà ra khách hàng? Các bạn ngồi các bạn tìm hiểu thị trường, khách hàng, rồi tìm đầu ra, ngồi lên lăn quăng lăn xăng thì ở đây là tôi đã phát triển được 6 năm rồi. Năm tới nếu không có thay đổi gì, khi cái chạy tròn bên đây nó đầy là mình sẽ
sẽ phát triển thêm trại bên đây. Đây, ở khu này các bạn là kế hoạch của năm tới của mình đây. Mình sẽ đẩy thêm một khu như vậy nữa, một cái trại như vậy nữa ra hết cái địa của mình. Đó, nếu mà trại nó phát triển ổn định và nó đẻ ok như thế này thì đầu năm tới mình sẽ khởi động thêm một trại như vậy nữa các bạn. Thì các bạn cứ lên hoay, các bạn tìm đi. Các bạn cứ tìm cái đầu ra đi. Thì mình đã làm được một trại, hai trại. Đó. Chích cũng vậy các bạn. Chích cũng vậy. Bây giờ hiện tại thì mình đang phát triển ba trại chích. Le le thì nhiều rồi, các bạn không nói, mình không nói tới. Đó, chuẩn bị mình khai trương thêm một cái trại chích cồ nữa. Đó, nếu mà không thay đổi gì thì mình sẽ khai trương thêm, rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở những video sau. Đó là cái thị trường đầu ra. Còn cái thị trường đầu ra offline thì có nghĩa là các bạn mua hàng trực tiếp á, thì thông qua những cái mối quan hệ của mình, bạn bè, người thân, người quen, hoặc là những cái, nói chung là những cái mối quan hệ của mình đó, bà con bên vợ, bên chồng, bên nội, bên ngoại gì đó, mình giới thiệu là cái con mình đang nuôi là con chồn hương như vậy đó. Ví dụ như trong số những người mình giới thiệu sẽ có những người á là biết về nó, hiểu về nó và đang cần, thì người ta sẽ tìm tới mình. Thì đó là cái thị trường, vân vân rất là nhiều. Đó, nói về cái thị trường, nói về cái đầu ra thì mình phải có một cái chút kiến thức gọi là online marketing. Đó, mình mới giới thiệu. Giống như các bạn thấy là một ví dụ như một cái doanh nghiệp nào đó, một cái mặt hàng nào đó, một cái sản phẩm nào đó. Hiện tại mà các bạn mà coi trên cái chương trình mà thời sự Việt Nam 19 giờ á, mỗi một phút một cái doanh nghiệp, hoặc là mỗi một phút á, mà một cái doanh nghiệp mà muốn đưa cái sản phẩm lên được cái quảng cáo ở trên cái thời sự đài truyền hình như vậy á, là các bạn biết không, tính bằng tiền tỷ đó. Mỗi một phút á, tính bằng tiền trăm tiền tỷ á. Còn ở đây YouTube á, cho mình mở miễn phí. Đôi khi các bạn làm tốt á, YouTube nó còn trả tiền lại cho mình nữa mà. Tại sao mình không làm, đúng không? Đó là cái cách mình kiếm tìm thị trường. Tại sao mình không làm? Có những năm á, các bạn nói là những năm mà mình chăn nuôi á, có nhiều khách nó hỏi á, là mình bán ở đâu, tìm hiểu ở đâu, bán ở đâu. Mình nói là mình bán thông qua những cái mạng xã hội như vậy á, là những cô chú, những anh em như vậy là cười cái hì rồi tắt máy. Mình nghĩ trên mạng á, là cô chú đó hay là anh chị đó là nghĩ mình bán hàng ở trên mạng hay như thế nào đó là lừa đảo hay như thế nào đó, không biết sao. Tại vì cái nhận thức, cái hiểu biết của cái người mà nói như vậy là nó còn hạn hẹp lắm. Thành ra mình cũng không có để ý nhiều. Đó. Thật sự là có hai cái thị trường, hiện tại bây giờ có hai thị trường, nói chung quanh bây giờ nó vòng cũng có hai cái thị trường đó các bạn. Các bạn tìm hiểu đi, một cái thị trường online, hai thị trường offline. Tiêu thụ ở hai cũng hai cái thị trường. Một là con giống, hai là con thịt. Nếu các bạn có nhiều cái con cái đẹp, con cái tốt, giống chuẩn thì mình chia con giống lại cho bà con nào cần đổi giống, hoặc là bà con nào cần mà nó khác cái huyết thống với cái trại của mình á, thì mình chia sẻ lại với nhau là như vậy. Đó là cái thị trường con giống. Hai là cái thị trường con thịt, mình phân tích ở nhiều cái video rồi, nhiều cái video về trồng hương rồi. Lâu lâu quay lại cái video nó hơi dài, bà con nào quan tâm thì bà con cũng thông cảm, nhớ xem video đó. Còn rất là nhiều câu hỏi luôn. Quan trọng là nuôi xong bán cho ai, chứ còn tính trên lý thuyết thì ai tính cũng được, đúng không các bạn? Quan trọng nuôi xong bán cho ai, lý thuyết với cái thực hành hai cái là nó phải đi đôi với nhau mới được. Anh ơi, em chưa hiểu đầu ra như thế nào, nuôi có ổn định hay không, đúng không? Cái câu này đó là cái câu mà gọi là hay nè. Nuôi có ổn định hay không, mình nói như thế này các bạn. Trước khi mình vào cái công việc gì, mình bắt đầu cái công việc gì, hoặc là mình muốn nuôi cái con vật gì, hoặc là mình làm cái nghề gì đi, không phải là chăn nuôi đâu, không phải chăn nuôi mới được, thì nó đều có cái rủi ro của nó. Đó, nó đều có cái rủi ro. Thí dụ như chăn nuôi á, thì nó có cái rủi ro như thế này.
rủi ro về dịch bệnh nè, rủi ro về tai nạn, tai nạn ý là mình nói là những cái chuồng giống như là nó hở kẽ rồi con này nó cắn con kia hao hụt hoặc là như thế nào đó, hoặc là những cái chuồng này nó ruột ra thì nó ra ngoài nó sổng nó mắc, rồi là cái rủi ro về tai nạn. Cái rủi ro tiếp theo nó là cái rủi ro về nãy mình nói cái rủi ro về dịch bệnh chưa ta, đó rủi ro về dịch bệnh đó. Dịch bệnh thí dụ như mình quản lý dịch bệnh không tốt, mình quản lý dịch bệnh không tốt thì vô tình nó sẽ ảnh hưởng tới trại mình, đó là cái rủi ro. Và cái rủi ro tiếp theo là rủi ro về thị trường đó, rủi ro về thị trường thí dụ như cái giá hiện tại bây giờ tầm 1,5 triệu với 1,4 triệu với 1,5 triệu giá hiện tại bây giờ thì mình chia sẻ cho các bạn đó. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn hỏi những cái chỗ khác, những cái trại khác cũng được, có giá thịt bây giờ nó nhiêu, giá thị trường giờ nhiêu và cái giá con giống bây giờ nó như thế nào, để mình có được cái thông tin, để mình có được cái thông tin về cái thị trường đó. Ví dụ như năm nay nó giá như thế này, năm sau nó giá khác đó, năm sau nó giá khác, ví dụ như năm nay nó 1,5 triệu, năm sau nó còn 1,3 triệu gì đó, thì có đó là cái rủi ro về thị trường. Còn cái người nuôi á, là mình cảm nhận, cái người nuôi mình cảm nhận được chứ không thể nào mình biết trước được, đúng không? Nếu mà tôi đã biết được cái con tròn này á, giá nó 1,5 triệu nó ổn định cho tôi 10 năm 20 năm nữa đi đó, thì tôi bán hết ruộng đất nhà cửa tôi đầu tư vô con tròn, nếu mà nó không có rủi ro, đúng không các bạn? Đó, cái nào nó cũng có cái rủi ro của nó. Ví dụ như thị trường hiện tại thì trong cái quá trình tôi nuôi là nó lên, tại lúc trước là tôi nuôi nó có 1,2 triệu à, bây giờ nó 1,4 1,5 triệu rồi, hiện tại thì nó lên, nhưng mà biết năm sau nó có còn thị trường hay không, nó còn giá đó hay không, hay là nó gớt xuống còn 200 ngàn giống như bạn nào hôm trước bình luận á. đó là cái rủi ro về thị trường. Mình chấp nhận, mình bước vào cuộc chơi, mình bước vào cái việc chăn nuôi thì mình phải chấp nhận cái điều đó. Cái nào cũng vậy các bạn, đi vào cái nghề nào cũng vậy, phải có cái rủi ro của nó. Mình phải là cái người giống như là làm sao để mình giảm cái rủi ro, làm sao giảm cái rủi ro về dịch bệnh nè, giảm về cái rủi ro về tai nạn nè, giảm cái rủi ro về cái thị trường mình không giảm được, nhưng mà mình dự đoán thôi, không, mình thấy con này có tiềm năng, mình thấy cái con này có thể là phát triển được 5 năm hoặc 10 năm nữa thì mình đầu tư, còn mình cảm thấy không được thì thôi tìm cái con khác, tìm cái đối tượng khác để mình nuôi. Đâu ai bắt buộc mà phải nuôi cái con tròn mới được, đúng không? Đâu có ai bắt buộc các bạn là phải nuôi cái con tròn mới được, hoặc là chọn những cái con vật nuôi khác, những cái con khác làm kinh tế, giống như hiện tại thì nuôi dê nè, nuôi lươn nè, nuôi nói chung là vân vân, rất là nhiều cái đối tượng vật nuôi. Ví dụ như cái con nào phù hợp với cái túi tiền của mình, phù hợp với cái điều kiện của mình, phù hợp thời gian hoặc phù hợp với cái cách chăm sóc của mình thì mình đầu tư vô nuôi, không hẳn bắt buộc mình phải nuôi con tròn đâu. Ví dụ như có người nuôi tròn thấy có tiềm năng bán được cả 100 triệu, 100 tỷ đó. Có người nuôi trắng tay không còn đồng nào đó, đi Bình Dương luôn, thấy không? Thì mình trước khi mình nuôi cái con nào mình phải tìm hiểu cái thị trường, tìm hiểu cho nó kỹ, mình quyết định được cái rủi ro thì mình phải chấp nhận, đó là như vậy đó. Thì cái video hôm nay có thể là nó hơi dài, mình xoay quanh cái việc mà chồn hương mà nuôi được đó. Nuôi được nhưng mà bán không được, lỗi do mình hay là do thị trường, thì mình phân tích ở trong cái video này các bạn đó. Nó hơi dài, các bạn chịu khó lắng nghe là như vậy đó. Một cái video thì mình không chia sẻ thế nào mà chia sẻ hết những cái kinh nghiệm, những cái gì mình biết được cho bà con, thì bà con nào có quan tâm á thì bà con đón theo dõi những cái video tiếp theo của mình, video sau. Hiện tại thì mình nuôi những cái dòng hoang dã giống như chích cồ, le le, rồi trồng hương và những con lạc vặt khác, những cái con đó mình nuôi chơi, nuôi kiển, và những con trồng hương, chích cồ, le le là những con làm kinh tế chính của mình đó. Rồi chia sẻ sâu hơn, anh em bà con nào mà có ý kiến, có cái gì đó hay hơn thì cứ bình luận ở phía bên dưới để mình sẽ khắc phục lại, cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bộ đó. Có thể là mình kết thúc cái video ở đây luôn các bạn nha. Chào các bạn và chào bà con.